Năm công chủ, dẫn ta đi gặp Hồng Diệp. Nguyễn Hồng Diệp thì quan trọng hơn vinh hoa phú quý và võ lâm tuyệt học sao? Người đã coi qua quấn gia phả của ta chứ gì? Chẳng lẽ với một quyền lực tối cao như vậy, không bằng một con Nguyễn Hồng Diệp? Thật sự ngươi muốn gì? Tài phú quyền lực võ công ta đã có đủ hết, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta phải già đi. Ta cần phải tìm một người thừa kế tất cả những gì của ta. Ta không muốn sửa lại quấn gia phả của ta. Dịch Thiếu Hoàng mùng 8 tháng 6 tham kiến giáo chủ, không biết điều. Giáo chủ tức giận. Mùng 9 tháng 6, Dịch Thiếu Hoàng, Nguyễn Hồng Diệp chết dưới kiếm của giáo chủ. Quyền bí của kiếm pháp Hoài Nhĩ Nhất Tiếu, các người còn chưa thấu hiểu được thì làm sao giết được Nam Công Vũ chứ? Đông Quách tiên sinh, người đừng có trách chúng tôi. Hãy mau tìm cách cứu Hàng đại ca trước đi. Còn cứu cái gì nữa? Ta nghĩ các tên đệ tử của ta bây giờ đã bị người ta bậm thành tương, dùng để làm bánh bao rồi. Theo như tôi thấy, Nam Công Vũ hình như không muốn giết Hàng đại ca đâu. Tôi như thông minh như cô, cô nghĩ tên tà ác kia định làm gì đây? Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra tên cáo dạng kia định làm gì. Vậy có cách nào cứu được cho Hàng đại ca không hả? Có. Phương pháp duy nhất là đốt thêm vài nén nhang, cầu thần bái Phật phù hộ cho nó. Không ngờ sư phụ ta thương tôi như vậy hả? Hàng đại ca, anh không sao chứ? Đâu có gì đâu, Nam Công Vũ tốt lắm, ông đối xử anh thật tử tế. Người thật là vô liêm sĩ. Ê, tất cả là người nhà. Cái gì người một nhà? Tôi ở Nam Công Thế Gia để gặp Hồng Diệp, đồng thời còn bái Nam Công Vũ làm nghĩa phụ. Hai vị này là Thái trưởng lão và Bạch trưởng lão đó. Hai vị chính là hộ pháp của Thiên Vũ thần giáo. Ngươi nhận tên gian xảo làm cha? Ê, đã đánh chúng mình đánh không lại bằng hắn. Đương kim võ lâm á là nghĩa phụ ta rồi, làm người phải biết điều một chút. Ngươi nói lại ta nghe. Lần này tôi về đây là muốn nói có phúc cùng hưởng, hay là tất cả đi theo tôi quy thuận nghĩa phụ tới đây? Cái gì? Cái gì? Ê, giáo chủ có lệnh, nếu mà các ngươi dám đụng tới một sợi lông tóc của tiểu giáo chủ thì các ngươi sẽ không qua được đêm nay. Họ tống tôi đây đã chuẩn bị chết từ lâu rồi. Họ tống kia, nếu như ngươi dám đụng tới một sợi lông tóc của tiểu giáo chủ thì bất cứ ai họ tống đều phải chết. Ê, người họ Đông Quách cũng như vậy. Ồ, muốn tìm hết người họ Đông Quách cũng đâu phải là dễ. Mai Hồng, hãy quy thuận đi. Anh bảo đảm là gậy đánh chó sẽ giao lại cho em. Em cũng có thể làm lại ban chủ cái bang. Em thật là không ngờ, nếu như Linh Hồng của nghĩa phụ biết được điều này, ổng sợ hẳn. Tại sao không giết anh từ xuống? Giết Thiếu Hàng, tình bạn giữa ta và người chấm dứt từ đây. Sau này nếu có tái ngộ trên giang hồ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tên tiểu nhân đê hèn, ta không cho phép người đứng trên thuyền của cha ta. Đi. Đi. Được, ta cho các ngươi một đêm để suy nghĩ kỹ. Ngày mai trước khi mặt trời lặn, ta sẽ chờ các ngươi trên bờ. Chúng ta đi. Nghĩa phụ nói ông vẫn còn nhớ những ngày cùng làm sư huynh đệ cho ngươi. Ông nói chỉ cần ngươi quy thuận sẽ bỏ qua tất cả, và đương kim võ lâm vô địch thiên hạ là của ba chúng ta. Chỉ mình ông tới đây hả? Hay à, nói đi nói lại nha, chỗ cách tánh của hai sư đồ mình mới là thẳng thắn nhất. Còn cái bọn kia đó nha, già thì cũng vậy, trẻ thì cũng vậy, chính là cái đám ngon cố có phải không? Tình hình bây giờ đã sáng tỏ rồi mà, còn đấu với sư huynh ta làm gì chứ? Mấy người nó có phải ngu không? Bây giờ ta nè, không cần phải chết nè, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi nghĩ coi, đừng nói chi bán rẻ thằng của ta, dù cho bán rẻ thằng cha của ta thì cũng đâu có sao, có phải không? Xin lỗi ông, chính ông đã từng nói đừng nói là bán rẻ thân mình, dù bán rẻ người thân nhất cũng sẽ bán sạch luôn. Tôi cần phải đưa cái đầu ông về mới chứng tỏ được thành ý của tôi. Lần này ông hãy chịu hy sinh. Nếu mà giáo chủ biết được chắc chắn sẽ mừng lắm đó. Thái hộ pháp, làm phiền ngươi giúp ta làm một việc có được không? Được, chỉ cần tiểu giáo chủ sau này ở trước mặt giáo chủ nói dùng vài lời hay. Tiểu giáo chủ có việc gì cứ việc sai bảo. Dù sao cũng là sư phụ ta, hãy mua một cái hòm tốt chọn.
Được, tôi lập tức đi mua. Cảm ơn. Ngươi làm việc cũng lành lắm đó. À nè, nếu con nuôi của ta trên dọc đường đi có ngoan không vậy? Tiểu giáo chủ rất thông minh và lanh lợi, đó là nhờ hồng phúc của giáo chủ. Nghĩa phụ, mời lại coi. Giỏi giỏi, làm rất giỏi đó. Nghĩa phụ à, con có chuyện gì cứ việc nói đi. Nghĩa phụ hôm nay vui lắm đó. Con muốn gặp Hồng Diệp. Được, bảy đầu. Dạ. Dẫn Hồng Diệp ra đây. Dạ giáo chủ. Đứng trước mặt người đẹp như quà thì tất nhiên tốt hơn đứng trước mặt người già như vậy hả? Nghĩa phụ bây giờ vẫn còn trẻ mà. Hàng Quynh. Hồng Diệp. Hồng Diệp. Anh cũng bị bọn họ bắt. Giao chủ là nghĩa phụ của anh mà. Anh giết hả? Là anh giết. Hồng Diệp à, chúng ta mau mau thành hôn đi anh. Hồng Diệp. Nghe nói con sự này rất là phong lưu, đối với con gái còn rất là cao tài ấn. Chuyện lần này con phải tự mình lo liệu đó, nghĩa phụ không thể giúp con được. Hồng Diệp. Hồng Diệp. Anh nỡ lòng ra tay giết cả sư phụ anh? Chỉ vì muốn cứu em. Chẳng lẽ em muốn anh dùng võ lực để cứu em ra khỏi đây sao? Em thà chết đi cũng hơn thấy anh như vậy. Anh có gì đâu, anh làm như vậy hoàn toàn vì em thôi. Nếu em cho rằng anh giết ổng vì vinh hoa phú quý thì em cứ giết anh đi. Tuy nhiên ổng đối xử với anh không tốt lắm, cứ muốn làm tiền anh hoài à. Nhưng dù sao ổng cũng là sư phụ của anh, ai cũng có thể giết anh được, nhưng em thì không được. Anh, anh giết được thì cứ giết đi. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Anh không cười được nữa. Ê, thì ra những chuyện bậy mà anh đã làm anh đều tha thứ cho anh. Chẳng lẽ cái này gọi là thích người nào binh người đó à? Ngươi còn giỡn. Tiếng của ông thì ta chính là Đông Quách Cát Ta, cái tên ưa làm tiền của chồng cô đó. Vậy cái đầu người ở ngoài? Hey, cái đầu đó là của Bạch Hổ Pháp thôi. Chú ít việc dung thuộc, có gì đáng kể đâu. Dịch Thiếu Hàng, nó đâu nỡ lòng giết ta. Nam Công Vũ thật là thông minh, nếu không mượn cái miệng của Thái Trưởng Lão, hắn đâu có tin chúng ta. Hồng Diệp, anh phải có ý gạt em đâu. Ê, thôi được rồi, được rồi, đừng có trò chuyện nhiều nữa, từ lúc họ còn chưa đề phòng. Hãy mau chạy đi cho rồi hả? Chạy đi. Các người đóng kịch hay lắm đó, tiếc là không lừa được ta đâu. Vậy ngươi sao? Thấy các người dạ dạng vui như vậy, ta cũng muốn dạ dạng theo thôi. Đệ tử của Phi Tiên Môn quả nhiên khác với người ta, dù là kẻ phản nghịch cũng thông minh hơn ai hết. Đúng vậy, dù là võ học cao nhất của Phi Tiên Môn cũng đã bị tên phản nghịch ta đầy học hết rồi. Hôm đó tuy người thoát chết, nhưng hôm nay người cũng phải chết chứ tại sao? Nhưng rất tiếc, người đã bỏ quên một việc rồi. Đúng vậy, võ công lợi hại nhất của Phi Tiên Môn đã bị người luyện thành, nhưng vũ khí lợi hại nhất lại nằm ở trong tay ta. Cổ chuyện Phi Xuyên. Tiếng sát của Nam Công Vũ kìa. Ủa, Hồng Diệp đâu? Lúc mà tôi thức dậy không thấy cổ rồi. Chết. Hồng Diệp, anh là anh muốn đứng tim luôn đó. Anh có sao không ạ? Hồng Diệp. Hồng Diệp. Tại sao vậy? Theo tôi thấy cổ đã bị trúng nhiếp hồn đại pháp của Nam Công Vũ rồi. Không thể nào. Sư phụ gì? Cô hãy làm tức giận công chống lại trước đi. Em xin lỗi anh. Anh không sao, anh mau dặn công đi. Nếu không kịp thời sẽ bị như cung bản tuyết vậy là sẽ trở thành nhiếp hồn sư giả đó. Nhanh lên sư muội. Em không điều khiển được rồi, mau giết em đi. Mau đi nhường lại cho cổ. Hồng Diệp. Hồng Diệp. Hồng Diệp.
con bị thương. Đừng, đừng đánh con bị thương. Tiểu đồ đệ. Chết. Không gì. Quên. Chết thằng đó. Tiểu đồ đệ. Nam Công Vũ. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ta cho con người nếm mùi đau khổ chứ không dễ dàng chết đâu. Ê, vết thương của huynh còn chưa bình phục nên ở lại trên thuyền nghỉ ngơi đi. Tránh ra đi đừng có lôi thôi. Huynh đừng uống nữa mà. Để tôi uống mà. Ê, thiệt đúng là ở đây. Hà đại ca, đâu có phải rượu bọc mình huynh khó chịu đâu. Huynh đúng nãy như vậy có ích lợi gì? Hà đại ca. Tôi phải đi cứu Hồng Diệp. Tôi phải đi cứu Hồng Diệp. Nóng nãy như vậy, đến nằm không thấy già để chết hay sao? Muốn cứu Hồng Diệp chỉ có một cách. Lên núi Thiên Tượng. Tôi lên đó để làm gì? Tôi và Tống đại ca được chiếc phép hoàng nhẹ nhất tiếu không thành. Và chỉ có huynh. Bởi vì huynh có 30 năm công lực của Ngọc Thụ Đại Sư và cả Hoàng Ngọc Thành Công. Lên núi Thiên Tượng luyện lại Thái Ất Chân Kinh, tìm Thanh Phong Minh Nguyệt đạo trưởng giúp huynh luyện lại Thái Ất Thành Công. Bắt tôi luyện tới chừng nào? 10 năm hay 20 năm? 10 năm hay 20 năm cũng hơi là ngươi đi chết một cách oan uổng như vậy. Nếu như ngươi đã chết thì Hồng Diệp sẽ dễ dứt cho thành một cái xác không hồn đó. Ông chủ à, hãy mau đóng cửa tiệm lại đi. Đóng đi cho nhanh lên. Xảy ra chuyện gì ạ? Có một quán nhân tới đây này, người dẫn đầu tóc của họ đỏ lòm mà. Họ vừa đi vừa uống rượu nữa, họ còn nói rượu không ngon. Họ giết hết những người khác ở trong khách sạn Hào Quê đó đó. Chạy lại đi, chạy lại đi. Cái gì con này, hôm nay chúng tôi không muốn ăn nữa, về đi, về đi. Xích bắt lão tổ. Hắn đi con đường kia, nhất định là đến Nam Công Thái Gia. Một tên Nam Công Vũ đã khó đối phó rồi, lại thêm xích phá lão tổ nữa. Vậy thì thù của cha tôi. Ngươi định làm gì đây? Tôi không thể chờ đợi nữa. Có luyện tới 100 năm cũng đánh không lại hai tên đó đâu. Dù tao đánh không bằng họ, tôi có thể dùng trí. Ai? Không phải giúp tôi thì đừng lên tiếng. Không phải không giúp ngươi. Ngươi hãy tìm thêm một người á, trà trộn vào đám xích phát lão tổ thì không tốt sao? Hai đại ca, tôi giúp huynh giết các đệ tử, còn huynh thì lén vào Nam Cung môn để tú sư muội. Hãy cẩn thận nha. Ta không tin trong vòng 20 dặm gần đây kiếm không ra bình rượu nào uống được. Ta hẹn ngươi trong vòng một khắc phải lập tức đưa bình rượu ngon tới đây. Dạ. Cung bạn Tuyết. Cô nương lại. Sư giả, xuất phát là tổ già nam con dũng đánh với nhau, không chừng sẽ có lợi cho chúng ta đó. Sao tìm mãi từ sáng đến giờ vẫn còn chưa tìm được vậy hả? Đừng có nóng nảy mà, chắc chắn sẽ tìm được. Ê, ở bên kia kìa. Còn chưa tắt thở. Thanh Phong, Minh Nguyệt, hai vị đạo trưởng đang lại phải ở đây mà. Vô trong coi đi. Thanh Phong, Minh Nguyệt, như vị đạo trưởng đã chết rồi. Thiên Vũ thần giáo ép môn phái ta quy hàng, Minh Nguyệt Thanh Phong thua cho Nam Công Vũ bị phế, hộ pháp bất lực, lấy chết định ơn giáo chủ. Ta là có chỉ điện thần kiếm trong tay thì ta là người giáo chủ, nhưng mà tại sao ta không làm được vậy? Hàng ca, anh không nên làm vậy. Anh có thể dùng chỉ điện thần kiếm giết chết Nam Công Vũ để trả thù cho hai vị đạo trưởng, đồng thời anh có thể cứu được Diệp cô nương. Dù cho cứu được Hồng Diệp cô nương cũng trở thành của người mất hồn rồi. Tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng của cổ, nhưng mà sau khi khỏe lại cũng trở thành kẻ địch của chúng ta. Ai? Ta có một phương pháp mà đã có thể phá được Nhiếp Hồn Đại Pháp. Ta cũng chỉ là thử thôi nha. Xích Phát Nguyệt ở Nam Công Vũ tới đây đón tiếp. Họ Xích Phát này có vẻ cũng hãnh diện vô cùng. Mời. Mời.
đã. Cô Mãn Tuyết, cô còn có nhớ được không? Cha của cô ta là cung Mãn Tạng, kiếm sĩ Nhật Bổn, kiếm khách nhất Đao Long. Ông tới Trung Nguyên để khiêu chiến đó, cô còn nhớ hay không? Chúng ta thành công rồi. Sao lại như vậy? Xin lỗi nghe cô Mãn Tuyết, bây giờ làm sao đây? Làm sao? Thật là vô lý quá. Tại sao lại trở thành ngơ ngác vậy cả? Sao lại nói phương pháp để xài được? Trời ơi, ta là sư phụ của ngươi chứ không phải là sư phụ của ta. Thường thường mấy cái vụ này do ông làm thì chán lắm. Ngờ đó tốt hơn ta thì lại dở như vậy. Thì nãy về sau cổ trở thành ngơ ngác như vậy à? Chắc vậy. Vậy Hùng Diệp cũng vậy thôi. Phái ấp thần công là sự nghịch đạo của nội công trong các phái, bắt đầu từ bối âm kinh cốt, phong kinh, ai việt, kịch môn. Đó gọi là phái âm bế việt. Thế nào? Các người nghe đây, ai mà thả Dịch Thiếu Hàng ra, ta sẽ dùng cổ chữ phi xuyên đối phó người đó. Vậy mình không đi cứu Dịp cô nương? Đó đã không phải là chuyện của mình nữa. Nếu như Dịch Thiếu Hàng nó chịu ngoan ngoãn ở đây khổ luyện võ công thì 3 năm sau nó sẽ giết được Nam Công Vũ. Khi đó Võ Lâm mới có thể yên được. Đứa con gái của Nam Công Vũ điên điên khùng khùng. Sư phụ sao lại chịu kết giao hôn nhân lại Nam Công Vũ chứ? Nam Công Vũ không chơi ra cái trò gì đâu. Tôi coi sư phụ nhất định sẽ chơi tới cùng với hắn. Hồng Diệp, đi tới cứu gì đây? Hồng Diệp, phép vậy đánh chó. Chính đạo Nhật Túy tao còn chưa coi ra gì, huống chi là người. Khi thâu đơn điền, dẫn hết nỗ lực, đẩy ra ngoài. Các sư phụ trợ giúp. Thật không ngờ tuổi trẻ như ngươi nổi lực lại tấm mẫu như vậy. Tiếc là hôm nay ngươi phải chết. Cú chuyển phi xuyên. Có sao không? Tôi không sao. Dòng Diệp, đưa tôi đây. Hồng Diệp, ai già lo cho ngươi trước đi. Hồng Diệp, cái tên ngốc này lúc nào cũng hên hết á. Cái tên xếp phai lão tổ kia đã giúp ngươi đánh thông hai kinh mạch rồi. Từ nay trở đi ngươi không cần lo có nội lực mà vận dụng không ra. Hồng Diệp, tiểu đồ đệ hãy mau dọn công chị thương đi. Hồng Diệp, anh là Dịch Thiếu Hàng đây. Ê, mất công thôi, cậu đã trúng giết Hồng Đại Pháp rồi, ngươi kêu sao cậu cũng không trả lời đâu. Hồng Diệp. Thôi được, cứ tin theo ta một lần nữa hả? Không được. Hàng đại ca, cho sư phụ anh thử thêm một lần nữa đi, mày đã có thể phá được với Hoàng Đại Pháp đó. Tôi đã nói không được. Tôi không muốn cậu trở thành điên điên không cùng. Bây giờ cậu giống như cái xác không hồn vậy. Hy vọng, tôi còn một hy vọng. Xin Phật nguyện. Ngày nào mà ngươi còn trốn ở Trung Nguyên thì trước sau gì ta cũng tìm ra ngươi.
Cuối cùng ta cũng trúng phải gian kế của người. Kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc. Vua chỉ có một bà thôi. Kể từ hôm nay, Nam Công Vũ này chính thức độc bá võ lâm, và sẽ không còn ai có thể khắc chế được ta nữa. Người cười cái gì? Nam Công Vũ, ngươi lầm. À, tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ, ngươi thật là suốt đời cũng hên đó, thiệt là hên đó. Có cách cứu con không gì mà? Cứu con không gì thì chắc có một cách thôi, nhưng mà ngươi lại không chịu. Vậy có gì gọi là hên? Không phải sao, ta đã nghĩ ra phương pháp để giết Nam Công Vũ rồi đó. Chúc mừng ông. Là phải chúc mừng mới đúng, bởi vì là ngươi đi giết Nam Công Vũ mà. Nam Công Vũ thì đã luyện thành lớp thứ 12 của Phi Tiên Đại Pháp, có thân hình như là kim cương vậy. Nhưng mà ta đã dùng phép ngũ hành tinh ra. Chỗ hở của hắn có một chỗ tư mâu. Nếu như không phải là Thiên Linh Nguyệt thì ở Bạch Hội Nguyệt. Nếu như không phải hai huyệt đó thì sao? Xin lỗi nha. Ngươi hãy tin ta lần này đi. Chỉ cần chịu một kiếm của hắn thì rồi đâm lại huyệt đạo của hắn, bất cứ huyệt đạo nào cũng được. Nếu như may ra thì thắng thì Nam Công Vũ sẽ chết. Nỗi cơ của ngươi thâm hậu như vậy chắc chắn sẽ chịu được mà. Tại sao không đi chứ? Ta đã mất hết 7 phần công lực, dù có thể chịu được một kiếm của hắn cũng chưa chắc đến gần hắn được. Tôi không muốn chết. Ê. Tôi không muốn chết, tôi không muốn giết ba, tôi không muốn ngay nữa. Tôi chỉ muốn cùng với Hồng Diệp sống an nhàn qua hết cuộc đời này. Chẳng là ông muốn hại tôi chết rồi mới vừa lòng sao? Giáo chủ, mùng 1 tháng 8 tại rừng Vĩnh Biệt, Phi Tiên Môn thanh toán môn hộ, Nhật Đồ Nam Công Vũ hãy tới chịu chết. Phi Tiên Môn đệ nhị đại trưởng môn là Kiếm Phong. Ta tưởng người không dám tới chứ. Hôm nay ta tới đây để giết người, sao lại nói ta không dám chứ? Lần này chúng ta sẽ thắng thôi. Võ công của hai người cách xa ta như vậy, làm sao mà thắng được hả? Có một câu nói gọi là kiên binh tất bại, khiên binh tất thắng. Chúng ta là khiên binh, cho nên nhất định sẽ thắng. Tôi lên trước. Bà sao vậy? Bà thật là ngu quá. Tôi đã thua rồi. Không phải là Thiên Linh Huyệt. Nếu đồ này nói không sai, hai huyệt đạo cũng không phải. May là hắn không tin ta. Bà thật là ngu, lại đi tin một người đàn ông như tôi vậy. Hãy giết chúng ta đi. Ta sẽ không giết các người. Ta phế đi võ công của các người. Sao các người sống để thấy tận mắt bán nghiệp của ta thiêm thu giảm thế? Đông Hoa tiên sinh, ông thấy thế nào? Hả? Thế nào rồi? Có sao không ạ? Sư phụ bị gì vậy? Yên chí đi.
chết được đâu. Cũng là người thông minh, biết được lời nói của sư phụ là không đáng tin. Lại là tình gian tặc kia. Chẳng lẽ thiên hạ lớn như vậy mà không ai giết được hắn? Tiểu đồ đệ, ta cầu tình ta một lần nữa. Bây giờ chỉ có kiếm pháp Hoàng Nhị Nhất Tiêu của sư phụ ta để lại mới có thể giết được Nam Công Vũ. Cứu lại Hồng Diệp chứ. Ngươi và cổ cùng nhau luyện kiếm pháp Hoàng Nhị Nhất Tiêu nha. Sư phụ, con không muốn Hồng Diệp giống như cùng bạn Tuyết vậy, dĩ nhiên trở thành người ngớ ngẩn. Hãy tin ta đi. Tin ta thêm lần này nữa. Nếu như lần này lại thất bại, ta đời mạng là cùng. Ta không muốn Nam Công Vũ dùng phi thiên đại pháp mang họa cho Võ Lâm. Thành công hay thất bại của lần này là phải nắm vào một điều, tức là cùng với trái tim của hắn tương thông, hầu để có thể điều khiển tâm thần của hắn. Người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ngàn pho lời, lời trọng mạn trọng chín buồn yên cùng hòa. Mù yên lâu lâu tố xíu lòi hò. Nhi sát thuê, mê lăng mê, chỉ xích khắc trình phó. Cầu yên lâu hạ sân trung cảm khói. Thàn xích lời, vây hò lâu trọng chín buồn yên. Phao 眼泪仍在，偏偏惹出尘埃。那一笑为谁道出千般怨和爱？过去欢欣，今朝重来，再不怕受情泪，要抛却愁哀。哪怕此生满载恨爱，không, anh đừng sợ nha, anh sắp sửa cứu được em đó. Sư phụ, lần này đừng nên sơ ý nữa nha. Nếu miếng ngọc của ngươi thật sự có thể kích thích được tâm thần của cậu thì ta nhất định sẽ thành công. Em còn nhớ hay không, miếng ngọc này nè là vật cưới của anh tặng cho em đó. Tuy không đáng được bao nhiêu tiền, cũng không phải là bảo vật gia truyền của anh. Anh đã tặng biết bao nhiêu miếng ngọc cho các cô gái khác để gạt chúng nó, nhưng riêng miếng ngọc này anh thực tình tặng cho em đó. Ít ra cho đến bây giờ
anh cũng chưa tặng ngọc cho người con gái khác. Hơn nữa từ nay anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hồng Diệp, hãy trả lời anh đi. Hồng Diệp, trả lời anh đi. Em không thể nào như vậy mãi. Sau này còn ai nuôi gà trồng cải với anh? Sau này anh đi cày, có ai nấu sẵn cơm để anh về ăn hả Hồng Diệp? Hồng Diệp, Hồng Diệp, sư phụ, con thật cảm ơn sư phụ. Hồng Diệp, ai à, không đúng, không đúng đâu, không đúng, không đúng, không đúng. Kiếm á là không phải dùng để mở hang phá núi đâu. Người mà dùng kiếm á thì phải nè, thì phải nhanh, phải nhẹ, phải có tâm ý hợp nhất mới được, biết chưa hả? Chúng ta hai đứa tâm ý hợp nhất rồi thì cũng biết chi kiếm nó rất là hại. À thôi đi, thôi đi, thôi đi. À, hai đứa bay ra nghỉ một lát đi. À, hay là vậy đi, hai đứa bay nè, đi nói tình nói yêu một hồi đã, để làm cho tâm đầu ý hợp ha. Có phải tại võ công em kém hơn anh cho nên phối hợp không được? Kiếm pháp này thật là huyền diệu vô cùng, đã luyện y như trong chiêu pháp dẫn công suốt chiêu, vậy mà hình như còn thiếu cái gì. Hồi trước tôi cùng luyện với Tố Như cũng như vậy. Không cần gấp, từ từ mà tập. Bất quá để cho Nam Công Vũ sống thêm 1 hay 2 năm nữa thôi. Không thể từ từ tập được nữa. Ê, ngươi không phải là muốn nói cho ta nghe là Nam Công Vũ đã tìm tới nơi rồi hả? Hồi nãy ở dưới chân núi bắt được một nguồn tin, Nam Công Vũ đã công bố với thiên hạ, nếu như mùng 1 tháng 9 Thiếu Lâm Tự không chịu quy hàng thì hắn sợ Nam Công Thế Gia giết chết Ngọc Hư Đại Sư, tránh thức tiếp trưởng Thiếu Lâm. Thần công vô địch, thiên thu vạn thế, Nam Công giáo chủ đến. Các người ở đây làm gì vậy? Hôm nay là ngày mừng lớn của giáo chủ đã hoàn thành bá nghiệp. Mời giáo chủ lên đàn tế thiên địa, tạ quỷ thần. Khổng lâu, quỷ thần sao không tới triều kiến ta, mà lại bắt ta đi tế hắn? Dạ giáo chủ, hôm nay giáo chủ là anh hùng cái thế, bọn quỷ thần phải tới đây bái kiến giáo chủ mới đúng. Dẹp hết ba cái đồ này đi. Kẻ phản giáo, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, như tình thái chỉ thành phái công luôn, và bọn phi tiên môn Nam Công Vũ đều phải chết. Ta đã tha cho các ngươi mấy lần rồi, nhưng các người cứ ưa tới để chịu chết. Thì người đã tha cho chúng ta mấy lần, nhưng chúng ta hôm nay tới đây là để giết ngươi. Chúng ta càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, vậy mới không hổ danh của kẻ giang hồ nghĩa sĩ. Vậy thì có lỗi với chúng tôi, sao không chờ coi chúng tôi giết tên Nam Công Vũ chứ? Ngươi tới đây làm gì chứ? Ta đã biểu ngươi chịu khó ở lại luyện tập kiếm pháp hoài nhĩ nhất tiếu kia mà. Ông không biết là chúng tôi lại luyện thành rồi sao? Ngươi có đủ bản lĩnh à? Sư phụ của ngươi để là 2 loại công phu để khắc chế ngươi. Loại thứ nhất là Nhiếp Hồn Đại Pháp, còn loại thứ hai thì là kiếm pháp hoàn nhĩ nhất tiếu, chuyên môn đối phó phi tiên đại pháp. Hữu Diệp, Diệp cô nương, đưa đồ để. Diệp cô nương. Ôi trời ơi sư phụ ơi, tôi bị ông gạt rồi đó, thì kiếm pháp của ông đâu có xài được. Ây da, ta đã biểu ngươi đừng có tới đây rồi mà, tại sao ngươi cứ thích đi xưng anh hùng vậy chứ? Tôi không vĩ đại như vậy đâu, vợ tôi biểu tôi tới thôi. Sao lại cho mình là như vậy? Anh là đại anh hùng, ít ra anh cũng ở trong tim của em. Em có sợ hay không? Chỉ cần anh chịu ở chung với em mãi mãi
còn cái gì đáng sợ? Được, chúng ta cùng nhau xuống dưới sứ vàng, ít ra cũng có bạn. Trên đường âm phủ cũng có người trò chuyện, cũng vui thật đó chứ. Mà Nam Cung Vũ người chỉ còn lại một mình người, cái gì cũng không. Thật ra là không có cái gì hết. Được rồi, kiếm pháp hoàng nhĩ nhất tiếu là hai người đều cần phải tâm ý tương thông, mặc kệ sự sống chết. À, ta đã thắng rồi. Rốt cuộc người phải chết dưới cổ chỉ phi xuyên của phi tiên môn chúng ta. Sau khi Nam Cung Vũ chết đi, Giả Lâm hồi phục bình yên, Dịch Thiếu An và Nguyễn Hồng Diệp, đôi tình nhân này đã trải qua biết bao nhiêu gian nan, cảm tình của hai người càng trở nên đậm đà. Trần trưởng lão và Mặc trưởng lão đã qua đời, cái chức thiểm tây tạm thời giao ông đảm nhiệm, cực nhọc quá. Cảm ơn ban chủ. Mai Hồng, tiên bối, hai vị nè, lâu ngày quá chúng mình không gặp. Đúng vậy, chúng tôi tới Lạc Dương là muốn điều tra vụ mất vàng của Kim Thanh Tiêu Cục, thuận tiện tới đây thăm. Ồ, ban chủ, cái bàn của người thiệt là hoài đó hả? Tiên bối đừng cười tôi nữa. Sao không thấy Hàng ca vậy? Ảnh là ảnh sẽ tới đây mà. Đúng là giang sơn dễ đổi, phẩm tính khó thay. Vụ ngon. Hàng đại hiệp là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hay là anh kể lại chuyện kinh nghiệm cho em nghe đi. Có gì hay đâu mà kể. Làm chức võ là minh chủ này thật là phiền phức lắm. Tối ngày cứ phải lo mấy cái vụ lặt vặt còn nhỏ hơn hạt đậu nữa đó. Anh không phải nói là bây giờ còn thế còn gì? Lại có lúc á, mấy đứa nhỏ tới khiêu chiến với tôi, nghĩ cho kỹ, cũng giống cách sinh hoạt hồi trước, thoải mái hơn bây giờ nhiều. Rót cái rượu cho tôi đi. Bây giờ không tốt hay sao? Có người đẹp ôm trong lòng. Sư phụ. Ôm đã rồi à? Sư phụ à, đi về hả? Núi phu nhân à, hãy nghe nói đây, chúng tôi vừa mới tới đại Lạc Dương, muốn ghé thăm chị Hà của mình đó. Chị Hà, không ngờ chị Hà lại hiếu khách đến nỗi như vậy. Còn ông lại hiếu sắc đến nỗi như vậy. Nếu sớm biết được như vậy, hồi đã lúc em trúng nhiếp hồn đại pháp, anh cứ mặc để cho em chết. Ông nói cái gì hả? Anh nói giỡn với em mà. Lần này ta không giúp ngươi nữa đâu. Đàn ông ra ngoài rượu chè chúng ít có thấm tí gì đâu. Điều cần thiết nhất là vui thôi chứ bộ. Vui chứ mặt bà xã đó mà hả? À phải rồi, ông đừng có nịnh bợ nữa. Ông thật là già không ra già, hiểu lương cũng bị ông dạy hư luôn đó. Bộ anh cũng muốn theo ổng hả? Không có. Anh thấy mấy ổng đi lên trển á, anh mới lên quy mấy ổng mà. Người anh như thế nào em biết rõ mà. Tông hiểu lương, lần này tôi không giúp quỳnh nữa đâu. Công tử nhớ, công tử muốn chết. Không yêu đương anh thiệt là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
情山中能断。